vui vẻ đi, cứ bước tiếp đi, đừng có gồng gánh trên lưng quá nhiều thứ như thế. Con chỉ mới 21 tuổi thôi, con còn cả đời để làm người lớn. Tí Cần Giờ nhưng mà nó lạ lắm. Hello mọi người, thì hôm nay Trải nghiệm, cứ sai và sửa sai, con đã cố gắng rất nhiều để được làm những thứ như thế. Và ở thời điểm đó, đó chính xác là những thứ mà con muốn làm. Thế nên là hãy tiếp tục tận nếu như mà Linh đi thi thì hai sẽ ủng hộ hết mình. Ừ. Đó. Nếu mà Linh đi Miss Ren thì có thể là các bạn sẽ nhìn thấy được những cái khía cạnh mới của Linh. Và nếu mà Linh còn máu và Linh muốn chơi hết cái tuổi thanh xuân này, có bao nhiêu mình chơi hết bấy nhiêu, thì thực sự đó sẽ là một cái rất là bùng nổ. Và hai nghĩ là Linh sẽ, chị nghĩ, Nhi nghĩ là Linh sẽ gọi là làm hết sức hết mình được ngay tại thời điểm hiện tại á. Nay chị live trễ vậy tại vì chị vừa mới sắp xếp lại xong hết thôi, chị mới soạn đồ được xong hết thôi. Nếu Linh quay lại với ánh mắt khác thì sẽ một hai chị cũng mong, Nhi cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ Linh. Nếu như bất kỳ quyết định nào Linh đưa ra thì mình vẫn mong là mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ và ghi nhận những cái cố gắng và nỗ lực của Linh. Ừ. Sức khỏe bà ổn không hai hả? Thật ra nha, là Linh thì Linh bị một cái là Linh rất là thiếu ngủ. Linh rất là thiếu ngủ, Linh kiểu giống như kiểu dạ đâu là ngủ đó đó. Tôi có rất là nhiều hình Khánh Linh ngủ luôn, tại vì Khánh Linh dạ đâu là Khánh Linh ngủ đó đó. Ừ. Nhưng mà còn về những cái khác thì tôi không lo, tại vì tôi đặt niềm tin vào cái năng lực của Linh rất là nhiều. Em muốn ship hai cái người Khánh Linh khùng quá à. Hồi nãy ba gọi cho tôi làm tôi cũng phải suy nghĩ. Tại vì mọi người cũng là những cái động lực rất là lớn á, khi mà mọi người động viên và mọi người kêu là mọi người muốn thấy bả chinh chiến tiếp á, thì làm cho Linh cũng rất là nôn nao và Linh cũng rất là suy nghĩ á mọi người. Hai nắm tay bả đi tiếp, hai nghĩ là hai chưa, hai thì hai tin năng lực của người Khánh Linh chứ thật sự là hai thì hai biết năng lực hai đâu, hai cần phải học hỏi thêm nếu mà hai muốn đi Miss Grand thì hai, và cả face nữa, hai cũng chưa thật sự phù hợp với face. Thì Khánh Linh loại hai, Khánh Linh hỏi là Nhi nghĩ là chị có nên đi thi nữa không, thì hai cũng chỉ khuyên thật lòng thôi, hai chỉ nói những cái gì mà cần nói, hai dặn Linh những cái gì mà hai cần dặn, và hai nói là nếu như mà chị thi thì em vẫn sẵn sàng ủng hộ, em sẵn sàng tư vấn, nếu mà chị gọi em thì em vẫn sẽ bắt máy và em sẽ nói chung mà có chị thì chị đừng có giấu em sẽ vẫn cố gắng với chị hết sức, em chỉ lo cho cái sức khỏe thôi của chị thôi, và nếu mà chị thật sự chị sẵn sàng thì em ủng hộ đó. Còn chốt thì chưa có sự chốt ở đây nha. Mời chuối like, hai không biết mời, hai không biết mời. Ừ, hai cũng mong là nếu mà có bất kỳ một cái quyết định nào của Linh á, hai mong là các bạn sẽ ủng hộ và đồng hành cùng Linh, cũng như là ghi nhận những cái cố gắng, những cái nỗ lực của Linh, chỉ vậy thôi. Còn quyết định thì chị nghĩ vẫn nên để cho Linh quyết định. Tiếng Anh của người Khánh Linh đã cải thiện rất là nhiều nha mọi người, đã rất là nhiều, nhưng có những cái mình phải gọi là ngày một ngày hai thì sẽ không xuất sắc được, nhưng mà gọi là cải thiện mà để mình thấy được đó thì có. Linh cải thiện mà mình có thể nhìn thấy được, những cái cải thiện của Linh mình có thể nhìn thấy được, là hai có thấy xe tụi em không bị sao, nhắn lại lại điện rủ Banna thi hả? Chị nghĩ là Banna đang bận à, hiện tại là chị Linh đang ở Phú Yên nha mọi người, hiện tại là chị Linh đang ở Phú Yên và chiều ngày mai chị Linh sẽ bay về Hà Nội. Thật ra là hôm qua cái lúc mà cái clip mà tôi nói là có vẻ như là nếu như mà
Khánh Linh có một cái ngôi vị ở một cuộc thi khác thì Khánh Linh sẽ không có vui bằng là Khánh Linh có được cái sự công nhận của Miss World, không có đồng nghĩa với cái việc là Khánh Linh không yêu thích những cuộc thi khác và Khánh Linh không có những cái khía cạnh khác trong con người. Mình nói như vậy không phải là để mình gọi là sao ta, mình gói gọn Khánh Linh trong một cuộc thi, chỉ là thật sự hai chị em đó giờ vẫn nghĩ tới Miss World và đó giờ vẫn 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 theo đuổi cái Miss World, thì mình nói như vậy thôi. Chứ còn thật sự thì nếu như mà Khánh Linh có những cái khía cạnh khác và Khánh Linh muốn khai thác nó thì mình vẫn mong là Khánh Linh có cơ hội được khai thác những khía cạnh khác trong con người của Khánh Linh. Chỉ là nếu mà Khánh Linh thật sự yêu thích và Khánh Linh thật sự có cái tâm huyết với nó, đặt để tâm huyết vào nó thì Minh Hằng like hả? Hai không biết mời. Hai nghĩ sao khi mình thôi đi mít còn gì để bàn cãi hết á. Sao nhớ hai nè, hai ở đây nè. Dấu tròn dưới góc bên phải. Không có thấy Minh Hằng. Không có thấy Minh Hằng mấy bé ơi. Hai còn định thi cuộc nào nữa không mẹ? Thì hai tự cho rằng là hai trẻ, hai tự cho rằng là hai vẫn còn trẻ và hai còn có thể hoàn thiện hơn nữa. Thì cái việc hoàn thiện của hai thì hai cần thời gian, thì trong tương lai thì hai không biết, nhưng mà hiện tại thì giờ hai chưa, tại vì sức khỏe hai không cho phép. Thật sự mình rất là máu chiến, nhưng mà cũng có những lúc mà tại vì hai thì hai không mạnh về những cái beauty, những cái sắc bên ngoài. Mình biết là mình không sắc sảo bằng các chị, nên là hai thật sự là hay dùng cái bộ não của mình để suy nghĩ rất là nhiều, nên là hiện tại giống như là mình đang bị hơi bão hòa và mình cần thời gian để mình luyện tập thêm và mình trau dồi nhiều cái kỹ năng hơn nữa, nên là hiện tại thì hai chưa có định thi cuộc nào hết. Đi thi là ngủ trễ lắm đúng không hai? Thật ra là năm nay là đã được ngủ sớm hơn năm ngoái rất là nhiều rồi. Năm nay là cũng đã được ngủ nhiều hơn năm ngoái rất là nhiều rồi. Nên là mình cũng không có mong muốn gì hơn, mình cũng không có mong mỏi gì hơn hết. Hai ơi, thứ bảy tuần sau quay gặp hai nha. Ok em. Em thấy hai cũng xinh lắm má, em thích video phúc hậu của hai lắm má. Hai cảm ơn mọi người. Mà thật sự thì gọi là về mặt sắc sảo thì mình không sắc sảo bằng các chị, cái đó mình không thể chối từ được, không thể chối cãi được, nên là thật sự mình cần thêm nhiều trải nghiệm để mình cái nét của mình nó rõ hơn hay sao đó, mình cũng không biết nữa. Giống như người ta thấy đó là tâm sinh tướng của mọi người, thì mình nghĩ là khuôn mặt mình nó sẽ còn thay đổi theo thời gian nữa, nên là cái nét hiện tại của mình thì mình cũng chưa đủ tự tin. Chưa nói làm biếng mà giờ like, hay nhớ tụi em đúng không? Hay nhớ mấy đứa thiệt. Hay đi về hay thấy hơi trống vắng á, cái xong hay like để hay nói chuyện. Hai với Bùi Cá Linh nghị lực quá, thật sự may mắn là hai đứa mình có nhau, thật sự may mắn là hai đứa mình có nhau, đồng hành với nhau, cho nhau những lời khuyên thì hai đứa mình mới mạnh mẽ và cũng như là có được những cái suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Hai dễ thương lắm, kiểu chân thành. Thì thật sự mình lúc đầu mình không có nghĩ là mình sẽ thân với chị Linh đến như vậy, mà đến bây giờ thì mình Cuối cùng nói vẫn chung là nó là là tình cảm thật hết, quyết nên là ở cuối đây cùng mọi người vẫn cảm nhận được thì mình cũng rất là vui, tại vì những cái gì mình nói hoàn toàn là sự thật, mình thật lòng hết, là không có cái gì gọi là giả ở đây hết, nên là chân thành là đúng rồi mấy bà. Tôi không có nói cái lời hoa mỹ nào hết á. 26 tháng 7 là sơ khảo rồi, không biết Khánh Linh có kịp không nữa. Thật ra thì là
Nếu mà 26 mà Linh không đi sơ khảo á, thì Linh cũng có nói chị là 26 Linh cũng có một cái việc ở trong Sài Gòn, thì nếu không đi sơ khảo thì 26 là Linh vẫn sẽ gặp chị. Ừ. Sữa chuối là chung, chị không biết mời sữa chuối có thể mời chị được không, hôm qua tha thương mời chị á, thì có thể kêu sữa chuối mời chị giống như vậy được không, tại vì chị không có biết mời thiệt. Chị bơ FC tí giận bây giờ chị ơi, sao lại đi, mấy đứa đi chậm thôi. Hai tuổi thi Hoa hậu Việt Nam đi hai, hai nghĩ là nhân chắc học của hai không có cao đến như vậy. Điểm nhân chắc học của hai ai không có nghĩ là nó sẽ xuất sắc đến như vậy đó mấy đứa. Mình cứ từ từ đi rồi sinh đi sẽ quay lại một ngày không xa. Ừ. Thì mấy bạn chỉ cần cho Nhi niềm tin và sự tin tưởng và cái sự đồng hành của mọi người thôi. Nhi chỉ cần tình cảm của mọi người thôi thì Nhi nghĩ là Nhi sẽ làm được hết. Để hoàn thiện từ một cô gái không có gì hết, không có chiều sâu, không có kinh nghiệm. Không dám nói trước đám đông mà để được như Nhi bây giờ thì Nhi nghĩ là Nhi còn có thể hơn như vậy nữa, chỉ cần tình cảm của mọi người thôi. Ô, sao vậy? Tụi em nói gì vậy? Mê cái cách Sunny nói chuyện thiệt á. Không biết sao mê luôn á mấy bà. Tôi thấy tôi nói chuyện cứ bị chậm chậm kiểu gì á. Tôi kiểu bị, tôi phải suy nghĩ rất là nhiều để mà tôi nói ra một cái gì đó. Sữa chuối gửi yêu cầu rồi hả? Đâu 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 để chị. Sữa chuối đâu? Sữa chuối đâu? Sữa chuối lát quá. Sữa chuối đâu Đây đây? ạ. Hello em, sao không bật cam lên, mình đừng thấy like có bật cam mà. Thôi hả? Bình thường like Đây cũng ạ. mấy trăm người coi cũng bật cam mà, mắc gì mà vô like của tôi mà tắt cam bà. Em bị sợ thì ngại á. Sao em có cảm nghĩ gì khi mà em thấy người chị của em đăng như Ra nhá thì là em hôm nay 3 giờ chiều thì em đã biết là đã có điểm điểm đi thi rồi, vậy? em đã được hỏi ý kiến rồi, xong cái em không, thực ra là em thực sự là hiện tại thì em muốn chị Linh nghỉ ngơi và năm sau sẽ quay lại, tại vì nó bị gấp quá ấy. Thật sự thì chị nghĩ là bất kỳ ai mà đặt tình cảm cho Linh á, thì cũng sẽ suy nghĩ giống như em. Nhưng mà theo như những gì mà chị Linh nói chuyện với chị thì chị cũng có thấy được cái mong muốn của chị Linh. Giống như là chị Linh cảm giác được là hiện tại chị Linh đang trong cái giai đoạn chị Linh máu chiến nhất. Chị Linh sợ là khi mà chị Linh về nhà thì chị Linh sẽ lại một lần nữa ở ẩn giống như năm ngoái. Thì khi mà chị Linh quay lại thì chị Linh không biết là sẽ có một cái người đồng hành giống như chị hay không, hoặc là giống như mấy đứa còn 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 theo dõi được Linh được như bây giờ hay không. Thì liệu là khi mà Linh về nhà rồi một khoảng thời gian lâu rồi thì Linh sẽ liệu có quay lại và máu chiến được như như bây giờ nữa hay không, nên là Linh rất là phân vân là không biết là bây giờ có nên đi thi luôn hay không. Chứ còn về mặt sức khỏe thì ai cũng biết và ai cũng rất là lo về cái mặt sức khỏe cho Linh hết. Là em lo ấy, nên là em cũng khá là phân vân. Thực ra chị Linh đi thi thì cũng là cái tốt thôi, nhưng mà em bị phân vân ấy, nửa Đúng muốn rồi. nửa không. Chị cũng vậy. Chị cũng nói Linh là bây giờ chị gọi em nhưng mà em không quyết định giùm chị được, tại vì em cũng nửa muốn nửa không. Thì bây giờ chị cứ quyết định đi, và mọi quyết định của chị thì em sẽ ủng hộ. Chị sẽ đến đấy thôi. Còn để mà khuyên thì nửa muốn nửa không. Một nửa thì mình nghĩ là, một nửa thì chị nghĩ là nếu mà Linh đi á, thì sẽ cũng có những cái hay cho Linh. Linh sẽ khai thác được những cái khía cạnh mới trong con người, trong phong cách của Linh. Và cũng nhiều khi là Linh sẽ đạt được một cái gì đấy mà mình chưa biết được ở tương lai. Nhưng mà cũng có một mặt khác thì chị cũng lo là mình vừa mới về, mình chị thì chị về Sài Gòn rồi, còn Linh thì tới chiều ngày mai Linh mới đáp về Hà Nội lận. Thì khi mà như vậy á, thì không biết là Linh có chuẩn bị sức khỏe và kiểu như là tư trang kịp hay không. Dạ. Tại vì Thì chị là hôm cũng nay thực ra thì em nghĩ là 90% là đi rồi. Thì
Gì có con dán hả? Gì mấy đứa nói gì hả? Từ từ em ơi, mấy đứa nó kêu có con dán sau lưng chị kìa, chắc tao chết quá. Gì mấy đứa đừng có hù Không hai nha, thật. có miệng có không? Ê, chị sợ quá à. Có, Từ anh có từ thấy á. chị sẽ không la lên. Ê, sợ quá. Mình hàng ơi, cứu chị. Hết rồi bà. Giờ hết Cứu chị rồi. thôi nè chị. Chị đổi phiêu, chị đi qua cái phòng khác coi. Chị sợ nha. Chị sợ. Từ từ để ta đổi phòng. Ta sợ quá. Rồi, ok, nói đi, nói tiếp đi. Thì em có nhắn tin cho cái anh mà đồng hành của chị Linh từ đầu ấy, anh ấy có nhắn tin cho em hỏi là em nghĩ thế nào, thì em bảo là em nửa có muốn nửa không, và cái sự không muốn của em nó lớn hơn, nên là Tại vì mình tổn thương lên đúng không? cũng tại vì là đồng hành chị Linh cũng lâu, xong rồi nhìn thấy cái sự cố gắng nỗ lực của chị Linh em cũng hơi phân vân. Và anh ấy nói với em một câu là lần này Linh làm mình làm Phật ý rồi nhá, thì em không biết cái câu đấy là như thế nào. Chị nghĩ nhé, nếu như mà Linh đã đang như vậy rồi thì có nghĩa là cái phần muốn của Linh nhiều, cái phần muốn của Linh nhiều thì Linh mới bày tỏ với mọi người và xin ý kiến như vậy. Nếu còn nếu không thì Linh sẽ chỉ ôm nó ở ở trong suy nghĩ thôi, nhưng mà còn đằng này là Linh, cái phần muốn của Linh nhiều nên là Linh mới muốn đăng để xem thử là cái cách mọi người ủng hộ có nhiều hay không, cái hiệu ứng của mọi người ủng hộ có nhiều hay không để Linh làm cái động lực. Nhưng mà thì thật sự thì nếu mà Linh đi được thì chị vẫn mong là mấy đứa ủng hộ Linh, chị vẫn mong là sẽ có những đứa ủng hộ Linh. Và chị sợ nhất là khi mà Linh đi thì sẽ có những cái truyền thông nó bị tiêu cực ấy, là sẽ nói giống như kiểu Em cũng vậy. chị cũng rất là sợ. Chị sẽ sợ là giống như mọi người sẽ suy nghĩ là Linh quá là ham cái vị trí cao nên là Linh mới mới đi như vậy. Nhưng mà thật ra mọi người không 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 hiểu là thật sự là khi mà mình đã đi thi rồi thì ai cũng mong muốn, ai cũng khát khao hết, chứ không riêng gì một mình Linh. Và khi mà Linh biết được cái khả năng của mình và mọi người cũng công nhận cái khả năng của mình thì Linh càng có được cái khát vọng nó sẽ càng lớn hơn nữa, chứ không phải là Linh là một người ham những cái hào nhoáng hay là cái gì. Mà Linh cần là một cái sự công nhận nhất định thôi. Thì chị chỉ sợ là khi mà Linh đi thì nó sẽ nhận được một cái truyền thông nó bị cái hướng tiêu cực như vậy, chứ còn Tại vì chị thì chị tin vào khả năng của Linh đó. Chị Linh tin vào khá là khả mạnh mẽ, năng. em chỉ lo cho sức khỏe thôi, em lại không lo về phần là Linh có máu chiến hay không. Đến cái lúc này thì em không không còn nghĩ là Linh có máu chiến nữa, nên là em sẽ vẫn ủng hộ Linh. Em sẽ vẫn ở đây, em ở đây 1 năm rồi, em ở thêm mấy tháng nữa không sao đâu, thêm 1 tháng nữa không sao, nhưng mà em chỉ sợ, em chỉ mong muốn là Linh đảm bảo được cái sức khỏe của Linh thì Linh sẽ đi thi, còn cũng sợ về truyền thông, một cách truyền thông là con dao hai lưỡi ấy. Đúng rồi, chị Người cũng muốn rất thì là sẽ ủng hộ lo. Linh hết, còn người không muốn thì Đúng rồi, còn không muốn thì hơi ấy. đúng, chị cũng suy nghĩ như thế. Và Em kiểu như là Linh mà tan mít ren ấy, là Linh mà sang mít ren đó là Linh phải lột xác rất nhiều ấy. Linh phải giống như mình đã chuẩn bị, Linh đã chuẩn bị nửa năm, chị và Linh đều chuẩn bị nửa năm để đến với Miss World để cho mấy đứa thấy được cái sự khác biệt như vậy. Thì liệu rằng trong vòng có vài ngày thôi để mà chuẩn bị cho nó hợp với concept Miss Grand thì Linh còn phải lột xác cỡ nào nữa. Nên là chị cũng cũng lo cái phần đó. Nhưng mà nếu như mà Linh làm được thì nó sẽ là một cái thứ quá là đỉnh của Linh ấy. Nên là chị cũng rất là phân vân, là kiểu không biết là mình có nên cho bà chị mình thể hiện hay không, hay là mình kêu bà thôi từ từ chờ cũng được. Thật sự nhưng mà bây giờ hai chị em mình khuyên thì cũng vậy à, thật sự là quyết định thì vẫn nên nằm ở Linh. Chị cũng tức bản thân thiệt, tại chị cũng không đưa ra được cái quyết định nào là tốt hơn hết.
Linh là trong đáy lòng em là phần trăm em không muốn Linh đi nó nhiều hơn, tại vì là thời gian chuẩn bị quá gấp, gấp quá em không mấy được. Chị cũng có phần nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà Linh thi thì chị sẽ ủng hộ hết mình đấy. Nếu nếu mà Linh thi thì chị mong là Linh sẽ làm được một điều kỳ tích, một cái điều mà những người nghệ khác nghĩ khó khó mà làm được, thì chị mong là Linh làm được đó. Năm sau đi đi giờ mệt rồi, mọi người cũng không hiểu đâu, kiểu mọi người không hiểu cái cảm giác khi mà mình đang ở trong cái đà á mọi người, thì lúc đó giống như khi mà lửa nó đang cháy to mà mọi người dập nó, xong rồi mọi người đốt cái củi, cái cành củi nó đang ướt lên lại á, rất khó để bắt mồi lửa lại. Mọi người nghĩ coi, một cái đám lửa, một đám củi đang cháy, mọi người dập lửa vô rồi, đám củi thành đám củi ướt rồi, thì mọi người liệu mọi người thắp cháy nó lên lại nó còn dễ hay không? Thì Linh cũng sợ cái điều đó ở trong Linh, và chị cũng rất sợ Linh về Linh ở ẩn. Nó rất là phí cho một cái nhan sắc, cho một cái tài năng như Linh. Thôi thì cuối cùng thì mình cũng phải đợi cái quyết định của bả thôi. Linh mà có quyết định tham gia thì chị em mình vẫn sẽ ủng hộ hết, FC vẫn sẽ chạy theo Linh và support nhiệt tình, vẫn chiến như thế. Thì chị cũng 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 mong là như vậy, mong là truyền thông sẽ có một cái nhìn tích cực cho Linh. Tại vì thật sự thì qua qua Miss Grand thì truyền thông nó sẽ càng còn ồ ạt hơn cả Miss World nữa. Truyền thông nó sẽ còn gay gắt hơn cả Miss World nữa, nên là em cũng biết mà nhìn Linh như thế thôi, nhưng mà thật sự thì bà ấy rất là suy nghĩ rất là nhiều, và bà ấy cũng rất là dễ bị tác động ở bên ngoài ấy. Cũng rất là lo, cũng không không biết phải nói sao hết, nhưng mà chị vẫn mong là Linh sẽ đưa ra được cái quyết định. Chị cũng mong là Linh đưa ra được cái quyết định rồi, là không bị hối Làm tiếc. cho mọi người hiểu phần của Linh. Em chỉ muốn là mọi người thông qua cuộc nói chuyện của hai chị em mình thì có thể hiểu một phần về Linh. Là Linh khá là nghĩ khá là nhiều và Linh vô tư, nhưng mà Linh lại là một người nghĩ khá là nhiều. Và em sợ cái điều đấy. Linh quá Thì trưởng đấy, thành chị nên là em lại càng sợ là Linh lại nghĩ nhiều. Chứ thực ra thì về khả năng, về tất cả mọi thứ của Linh thì chiến lúc nào cũng được mà, đúng không? chị cũng cũng nghĩ như thế, chị cũng nói với Linh như thế. Cũng giống như là nhiều khi mình không ở trong tình thế của Linh á, mình không hiểu được cái cảm xúc và cái ngọn lửa trong Linh nó đang như thế nào. Nhiều khi mình nghĩ là bây giờ Linh cần thời gian, nhưng mà bản thân bà cảm thấy là bà không cần thời gian nữa. Bây giờ thời gian đối với bà là vô nghĩa, bà cần phải chiến ngay lập tức, bà cần phải dùng cái năng lượng này ngay lập tức, thì mình cũng không cản được, mình cũng không biết được đấy. Nên là Khánh Linh nói là Khánh Linh sẽ cho chị biết kết quả vào ngày mai. Chị thì cũng mong ngày Tại vì mai. là em không biết nữa, nhưng mà tại vì là anh ý đang có anh bạn của Linh đã nói với em là Linh lần này có khi làm Phật ý Minh Hàn rồi, Có khi làm làm kiểu Phật như là tiếng em bên thì hàng em không rồi. muốn, có nghĩa là làm kiểu như là em thì em không muốn, nhưng mà anh ấy bảo là Linh làm Phật ý Minh Hàn rồi, có nghĩa là Linh 90% Linh sẽ tham gia rồi. Tham gia thì em sẽ ủng hộ thôi, Không còn sao đâu em. Chị nghĩ nếu mà Linh Linh quyết định tham gia thì chắc chắn là Linh cũng sẽ có một cái sự chuẩn bị nào đó để mà Linh có thể tự tin như vậy. Đấy, chị nghĩ là nếu mà Linh quyết định tham gia thì Linh sẽ có một cái gì đó để Linh tự tin như vậy. Hôm qua cái lúc mà chị nói là Linh rất là yêu Miss World, rất muốn hướng đến Miss World, rồi xong rồi cái clip đó nó bị viral thì chị rất là sợ cho Linh luôn.
Tại vì chị cũng không nói ra để có ý là Linh không có hướng đến những cuộc thi khác hay là Linh không có ý định với những cuộc thi khác, chị chỉ nói ra để mọi người biết cái tâm tư mà Linh đặt vào Miss World nó nhiều như thế nào. Và chị cũng rất là sợ những cái truyền thông sau này nói là Linh qua Miss Grand Linh khác rồi, khi mà Miss World thì Linh như thế này nhưng mà khi mà qua Miss Grand thì Linh khác, rồi chị rất là sợ tại vì hai cái bên thi nó khác nhau mà thì truyền thông nó sẽ giặt nhau á. Thì chị đang rất là lo về cái mặt mặt phần cộng đồng mạng thôi. Thế còn năng lực của Linh thì chị thấy bây giờ đi cuộc nào thì cũng rất là ok hết, chỉ là sức khỏe và cái yếu tố bên ngoài rất là nhiều thôi. Hay, nhưng mà mấy đứa vẫn sẽ ủng hộ Linh tại hôm này. Cái câu này tại sao chị lại hỏi em nhỉ? Chị mong là thật sự Linh rất là cần người đồng hành. Linh cũng nói với chị luôn, chị là không biết nếu mà năm nay Miss World mà không có một người bạn được thân như chị thì không biết là Linh có mạnh mẽ được như vậy không, tại vì Linh cần một cái người đồng hành. Linh là một người mà cần có người ở bên cạnh thúc đẩy và an ủi và chia sẻ, tại vì nếu mà không chia sẻ được thì Linh bị bí bách và Linh rất là khó suy nghĩ được những cái tiếp theo ấy. Nên là chị vẫn rất là mong là có cái sự ủng hộ của mọi người dành cho Linh. Thì nó là một cái niềm an ủi rất là lớn với Linh luôn. Mặc dù Linh rất là ít lên Linh chia sẻ, Linh tâm sự với mọi người hoặc là Linh like với mọi người, nhưng mà Linh rất là để ý đến những cái comment. Rất là hay đọc comment, Linh đọc comment còn nhiều hơn chị nữa. Đó. Toàn đọc các bạn rồi, trời ơi. Bà ấy toàn là bà ấy đọc comment xong rồi bà ấy bảo chị là như này như kia, là chị cũng bảo là 9 người thì 10 ý, thì chị phải phân tích ra cho bà hiểu là không phải ai người ta cũng suy nghĩ như chị, rồi có những người có góc nhìn như này như kia. Nhưng mà Linh thì Linh lại rất là đặt trọng những cái comment ấy. Chị chỉ sợ là sang Big Green thì truyền thông nó sẽ đến từ rất là nhiều phía, không phải chỉ những bạn mà đang theo dõi Miss World sẽ theo Miss Green, mà có những cái bạn không phải là fan beauty queen lâu năm, mà có những bạn mà kiểu như là người ta chỉ là những cái người xem bình thường thôi thì người ta sẽ không hiểu được hết. Thì đấy, chị sợ những cái đấy đó Linh. Chị biết đợt trước em định bảo chị gì không? Chị cầm Sao? cho em cái điện thoại của mình được cho bà ấy đọc comment nữa. Chị có ngang ngủ Em không còn định được bảo em mà. là thôi dùng 1280 thôi, đừng dùng điện thoại nữa. Đọc comment nhiều quá bị ảnh hưởng nhiều. Đúng rồi, Khóc mà mãi không? đúng rồi, Linh là Linh kiểu chị không biết sao nha, nhưng rất mạnh mẽ nhưng mà lại rất là dễ bị tác động, rất mạnh mẽ, giống như là dám thử cái này thử cái kia, dám làm cái này làm cái kia, nhưng mà lại không chịu được cái áp lực từ từ phía bên ngoài đâu, không 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 rất là dễ bị để nặng đầu ấy, rất là dễ bị để trong lòng, rất là dễ bị nặng đầu ấy. Hay overthinking lắm. Hay bị overthinking lắm, nhưng mà thôi, nếu nếu mà thi thì cũng mừng, và chị sẽ rất là mong đợi coi một Khánh Linh bốc lửa sẽ như thế nào. Một Khánh Linh rực cháy thì nhìn sẽ nó sẽ nhìn như thế nào. Linh có kết quả cho chị biết đúng không ạ? Rồi Linh nói chị là 25 thì Linh sẽ gọi chị một cái nữa, tại vì nếu mà Linh thi ấy thì Linh muốn gặp chị trước khi Linh thi Miss Grand để mà nói chuyện và xin một số ý kiến của chị. Còn nếu mà không thì 26 Linh cũng có một cái lịch làm việc ở trong này, thì 25 Linh cũng sẽ gặp chị để mà đi chơi với chị ấy. Nên là chị nghĩ chắc ngày mai là chị sẽ biết. Nhưng mà mai chắc không dám lên live kể với mấy bà đâu. Biết thì ôm mộng biết một mình thôi. Đấy. Chắc là ngày mai em đang ở quê, chắc là ngày mai sẽ lên lại Hà Nội đi đón Linh ở sân bay. Đấy em xem bả như nào. Để em xem bái như thế nào chứ. Cái đợt bái về đây từ Trung Thảo bái về nhá, ra xuống tông xong rồi gầy đi, mặt
Xong rồi hôm đấy con bảo em là gì, chị xấu lắm, đừng gặp chị xấu lắm. Đang bị stress về làn da lắm đó. Vậy đi nguyên nhân có mấy hôm mà hắt nắng ấy, xong rồi vậy đen á, vậy bị stress vì cái chuyện vậy đen, vậy không biết giữ làm sao, tại vì da Linh cực Em kỳ còn dễ đang bắt thêm nắng luôn. Sao em đang trêu Linh là cái gì nhỉ? Thì con người ăn gió ăn sương ăn luôn cả sóng biển của Quy Nhơn. đúng rồi, mà em vừa mới chụp profile xong lên là đỏ như con tôm, xong rồi hôm sau là xuống tông ngay luôn, xong rồi rất là stress về làn da luôn. Buồn cười gần chết. Đấy nha, chị tâm sự với mọi người nha, em sẽ ra em ra ngoài em xem chị like nha. Rồi, Thế là chị ok. Chị và em cùng ngóng tin ha. nhưng mà tắt ở đâu đấy, Chị không biết luôn ấy, cứu nhưng mà chị tắt với. ở Hôm đâu qua đấy, chị tắt, hôm qua chị tắt tha thương, xong rồi nhưng mà chị tắt luôn cả cái like chị. Mọi người ơi, cứu chị không, em tắt like của em rồi, xong em à. các mọi Rồi, người ơi, tắt ok like ở đâu ok đấy. có nút thoát kìa, chị cũng không biết nút thoát ở đâu. Đâu vậy mọi người? Mọi người ơi, chị Minh Hằng đi chứ, chị cũng không biết, Đâu chị bó vậy? tay. Mọi người ai biết thì chỉ Đâu đi, ở đừng đâu có chọc em nói nữa. Hình như cái nút này phải không, cái nút X đúng không mọi vậy? người? Đây đây đây, để chị thử Chị tắt ở đây không nha. có nước sách em nó. Đây đây đây, để chị xem. Chị kích em đi. Đây rồi 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 rồi, chị thấy rồi. Bye bye Minh Hằng nha. Có gì hôm Em chị sau nha. Từ từ. mình có thông tin mới thì chị sẽ tâm sự Tâm với sự nha. em sau nha. Bye bye em. Đấy, mọi người. Nói chung là Linh thật sự cũng rất là may mắn khi có bé Hằng ở bên cạnh. Không biết sao nhưng mà ôi, nhiều khi mình cũng ao ước mình có một bé fan tâm lý hiểu mình và có thể chia sẻ hết mọi thứ như là bé Hằng thật sự. Các bạn fan của Linh thì mình còn lâu lâu mình cũng hơi hơi ngại, hơi sợ tiếp xúc, tại vì mình sợ mấy bạn không không hiểu được tâm tư của mình dành cho Linh ấy. Nhưng mà Hằng thì mình hoàn toàn yên tâm là Hằng hiểu được những cái gì mà mình và Linh cùng nhau cảm nhận ấy, nên là mình như Hằng nhắn tin cho mình trả lời ngay. Đây, hai đây, hai quay về với mấy em rồi đây. Nếu như mà hôm mà 26 mà Linh đi Miss Grand đó mọi người, tôi nguyện đi theo làm trợ lý cho Linh nhé. Tôi nguyện đi theo cầm máy làm trợ lý cho Linh nhé. Tôi sẽ quay behind the scene cho mọi người nhé. Đi bắt gián, biết sao không? Cái phòng kia là chị mới về luôn, nãy giờ chị soạn đồ bên phòng này phòng chị cất đồ á, nên chị không biết, chắc là mới về lâu ngày không ai ở trong phòng ấy, nên là nó có 26 hai chị gặp nhau rồi live đi ạ. Nếu mà có cơ hội gặp thì chị sẽ rủ. Miss Rain kinh khủng lắm, bị ảnh hưởng tâm lý quá chừng, nhưng mà nếu Khánh Linh đi thi thì nó cũng sẽ là một cái tốt để Khánh Linh rèn luyện cái đó, tại vì làm sao mình tránh được khi mà mình đã muốn tham gia vào những cái gọi là những cái cuộc thi về sắc đẹp như thế này, thì mình phải chấp nhận, mình phải ghi nhận những cái ý kiến đóng góp đúng, và mình phải biết chắt lọc những cái điều tiêu cực, mình phải biết phân biệt cái đó. Và Linh nếu mà đi thi Miss Grand thì Linh sẽ học được cái đó, đúng không nè mọi người? Linh sẽ học được cái đó. Nếu mà mình muốn ở một cái vị trí khó ai có được thì mình cũng phải chấp nhận những điều mà khó ai chịu được, thì cái đó là chuyện đương nhiên rồi, mình không thể chối cãi được. Chị Phượng cũng mới nộp hồ sơ sơ xong, hai hai thấy rồi, và hai cũng rất là ủng hộ quyết định của chị Phượng luôn, tại vì chị Phượng rất là phù hợp, chị Phượng vô cùng phù hợp. Chị thi hoa hậu Vi đi đạ là sao? Là sao?
nửa muốn thấy Bùi Khánh Linh đã sáng sân khấu, nửa muốn cất Bùi Khánh Linh để khỏi ai pass. Nhưng mà mọi người suy nghĩ đi, ngay cả khi các bạn đã đạt được ngôi vị luôn rồi, vẫn còn có người có những cái ý kiến trái chiều. Thì làm sao khi mình là một thí sinh, mình còn đang trên con đường mà mình có thể tránh khỏi cái việc đó. Nên là nếu mà Khánh Linh đi thì Khánh Linh sẽ rèn luyện được cái khả năng chắt lọc thông tin để mà mình nghe những thông tin đúng để mà mình sửa đổi, và những cái thông tin mà mình không tiêu cực thì mình sẽ biết là mình bỏ qua nó, thì những cái đó cũng rất là cần thiết. Hello bà yêu, vẫn còn like chưa? Like khá là lâu, nói chuyện với mọi người cuốn quá. Bà xin đi sâu sắc thật, cưới vợ tôi sẽ cưới bà, chồng thì là Bùi Khánh Linh. Ở nhà lo đúng không? Người vợ ở nhà lo lắng đúng không? Hy vọng Bùi Khánh Linh làm điều mình cảm thấy vui là được. Đúng, chị cũng cảm thấy vậy. Nếu như mà Khánh Linh thi lần này thì nó sẽ là một thanh xuân rất là rực rỡ, rực cháy luôn. Có như chị chỉ là một thanh xuân đáng nhớ thôi, còn Khánh Linh sẽ là một thanh xuân rực cháy. Chị Nhi về rồi, chị vừa về luôn. Chị đang ở bên phòng của chị, bên phòng cất đồ của chị. Phòng này là phòng để đồ. Chị có định thi hoa hồng nữa không hả? Chị cũng có nói rồi á, để mà gọi là chị được như năm nay thì chị cũng mất 6 tháng. Thì để mà chị cảm thấy hài lòng với bản thân thêm một lần nữa thì chắc chị cũng cần ít nhất là 6 tháng nữa. 6 tháng đến 1 năm nữa để chị có thể quyết định đi thi một cuộc khác. Trời ơi sao mà cái phòng này nó tối quá à, tôi cảm thấy quá tối, để cho các bạn có thể nhìn thấy tôi. Nhi mới về, Nhi không khỏe lắm đâu, Nhi cũng đang hơi thiếu ngủ đó mọi người. Nhi cũng đang hơi thiếu ngủ. Nhưng mà Nhi sẽ la với mọi người một chút xíu nữa rồi Nhi ngủ để cho mọi người trọn vẹn ngày hôm nay. Tại vì hồi trưa Nhi live, Nhi chưa có nói được xong hết mà gấp quá Nhi tắt. Nhi sáng nhất rồi. Qua kia Nhi bắt dán cho thô. À, tôi bắt dán thôi, đừng mà ơi. Tôi á, là tôi không có sợ dán, thật sự tôi không sợ côn trùng, tôi không sợ dán, không sợ chuột, nhưng mà tôi rất là sợ những cái con mà nó bay bay, nói chung là nó cao hơn tôi á, ý là nó ở trên đầu tôi, tôi sợ, chứ còn nó dưới đất là tôi không có sợ nha. Tôi tại tôi sợ nó rơi trúng đầu. Hồi nãy kêu mọi người kêu sau lưng là tôi hết hồn luôn á mọi người, tại tôi sợ nó rơi trúng đầu. Chứ còn thật sự là tôi có thể bắt dán bằng tay được, bằng tay không bắt dán rồi bắt chuột là tôi làm được. Chứ còn nó ở trên đầu là tôi sợ nha. Nó biết bay đó, hại thì đó, sợ đó. Sợ cái đó đó mấy bạn. Sợ thằn lằn. Ô, chị cũng sợ cảm giác thằn lằn nó ở trên trần nhà lắm nha. Chị sợ nó rớt xuống đầu chị. Bà Linh đi xem Miss Grand sống cùi bắp chưa? Không, thật sự mọi người ơi. Nói là Linh như vậy thôi nhưng mà mình cũng không có muốn ngăn cản Linh tiếp xúc với những cái comment. Mình muốn là để cho Linh tự Linh trải nghiệm, mà Linh sẽ mạnh mẽ hơn nữa, mặc dù bây giờ đã mạnh mẽ rồi ha, nhưng mà chị vẫn muốn Linh mạnh mẽ hơn nữa. Không thi nữa thì bà sẽ ở ẩn, còn đi thi thì lo cho sức khỏe của bà, với bà sợ bà bị toxic. Đúng rồi, cái gì nó cũng sẽ có hai chiều, và nếu như mà mình nghĩ một cái mặt tích cực đi, là nếu bây giờ Linh đi thi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu lần này Linh đi thi thành công thì sẽ là một kỳ tích, và nó sẽ là một cái gì đó nó rất là bùng nổ á mọi người. Nên nếu Linh đi thi, mình mong Linh sẽ tạo được kỳ tích. Còn nếu Linh không đi thi thì Linh vẫn sẽ là chị của mình sẽ tiếp tục theo dõi động viên, và mong Linh sẽ có thể trở lại vào một ngày gần nhất. Vì nếu như mà với một cái tài năng, với một cái sắc vóc như vậy không